Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì hồi nãy giờ mình chở cha con anh Trọng đi khám bệnh đó mọi người, ở quận 8 á. Nhưng mà qua bệnh viện quận 8 mà thứ bảy nó không có khám dịch vụ, qua trung tâm y tế phường thì cũng không có khám được luôn. Giờ phải kiếm phòng khám để khám cho bé quý đó mọi người. Trời ổng à. Đây bệnh viện quận 8 rồi không khám được mọi người. Bé bị gì vậy anh? Nó như sáng giờ nó không ăn á, rồi nó bị cái cúng hoa tử nó thì co bóp. Ủa được biết anh đi qua bệnh viện quận 8 nhưng mà nó đóng cửa nó không khám à? Dạ, tại em thấy là nó đêm hôm giờ nó không ăn gì luôn đó, rồi tới trưa giờ gần tới trưa luôn rồi, rồi bị em cũng ưa bị đau cúng hơi gan nó gì đó, cúng hoa tử mình đi co bóp. Rồi dẫn đè cho bình thường. Dạ. Nếu mà có vấn đề trong bụng mình lấy tay đè là nó nhào nhào rồi. Con dẫn em vô đi con. Dạ nó đói quá. Dạ. Không, cam của em à. Cam của em. Uống đi, uống đi. Uống của em á, của. Ồ vậy đành đoạn uống của em được đấy. Hồi nãy giờ đi em chở anh Trọng chở con đi bệnh viện quận 8 nha cả nhà, nhưng mà bệnh viện đóng cửa không khám được đó. Phúc ơi, Phúc, Phúc. Tư lên lại nói chuyện với chú nè, nhanh lên. Thật là ngày hôm nay có quét nhà đồ không Linh? Không có. Dạo này giỏi quá ha. Ra đường chạy xe. 10 triệu thì không thể nào được. Thì bây giờ theo như anh nói với em á, thì từ đó vô đó mình cho nó là 60 mét đi. Chẳng hạn như mình làm nó có quy định. Con đường này thì nó bự lắm. Nhưng mà mình làm chừng 2 mét thôi. Để đi thẳng vô biết cơm thì 2 mét nó cũng tương xứng với cái nhà đó rồi. Nằm cỡ 2 mét, 2 đất rưỡi. Thì mình làm theo như anh đoán ấy, hiện nay ấy, theo như mình đoán ấy, là cái này mình làm nữa cũng phải tầm cỡ 20-30 chứ không dưới. Tại vì em thấy mà anh chán cái sân cho con của Trọng ở với anh em ở đó làm chỗ đó là cũng hết bao nhiêu rồi. 7-8 triệu bạc rồi. Mà em thấy có một thỉnh đó. Thì con đường này thì chắc cũng phải nhiều tiền đó. Em mà anh đi xích vô trong tí nha. Rồi. Cái đường này em thấy nó rất là sình sình luôn quý vị. Trời mưa á thì rất là lầy. Nên em cũng xin cô Kim Hải và rất là vui thì cô Kim Hải đã đồng hành cùng em. Con cảm ơn cô Kim Hải. Nếu mình làm thì làm theo cái ni này. Dạ. Đó, cái này là nó cũng 2 mét dài dài ra. Dạ. Dài vô tới đây là nó ăn liền với cái này rồi. Là sẽ tới cái bếp cơm sẽ sạch sẽ hơn à, sạch sẽ chứ mình cán vô rồi là sạch lắm. Cái này là vô là dọn dẹp quét mà. Dạ. Thì còn lớn cát này là cán cái hẻm bên cho cháu Trọng á. Dạ. Thì theo như anh lượt ước thì nói chung là cái tầm cỡ đó thôi. Dạ. Vì cái sân này cũng là cái sân này không là 7-8 triệu bạc thôi. Dạ. Mà không có tính tiền công.
Dạ. Em thấy mấy nhà hình như mới sơn to lại luôn hả? Cái nhà này thì con còn nguyên, thì người ta xin mình đó là thôi. Dạ. Con còn nguyên để người ta sơn lại, rồi những cái đó thì chia sẻ cho người khác, nói chung người ta cũng tốt. Cái này còn nguyên hết thì nguyên để lại. À, dạ bác ba với anh hai cho hỏi là ví dụ mà nhà mình sửa khoảng bao lâu xong hả? Nay mai là làm ra sửa sang cho sạch sẽ, cho cái nào hư thì tháo cái cũ bỏ làm cái mới. Dạ. Cũng không mấy hồi. Dạ. Nay ngày mai rồi tôi hoàn thành mấy cái khu này. Dạ. À. Rồi đặng mà tập trung qua cái đặng làm cái nhà mới bên kia. Dạ. Vậy là hôm nay là đang sửa nhà anh kia, con thấy là như là đang làm gạch gì trống á. Ừ thì đang làm mấy chỗ nào. Anh em đang giảm giá, chẳng là. Dạ. Đúng không, anh, vậy là những người mà làm đây toàn là những anh em sống đây và chung tay nhau làm anh hả? Chung tay nhau làm. Thì những cái con bọc cây gì đó thì anh kêu về, chú ba là kêu cây tôm về là để cho sẽ làm, rồi anh sẽ chạy đi kéo cây kéo thôi về đây để cho anh em làm. Chứ bây giờ thì mình muốn người ta làm thì nó nhiều tiền, thì nói chung mấy người này thì cũng là tốt, nó thôi để cho em xuống là cho em làm để cái phần đó tiền công người ta để cho trang trải cho người khác, giống như cái nhà này cũng gì thì thôi cái này cũng làm được thôi để sơn lại đi, còn những cái đó này để chia sẻ cho người khác nữa. Anh theo ý. Giống như hồi sớm em có hỏi ví dụ mà cái nền nhà mà giống như mấy cái nhà ngày hôm bữa em có chia sẻ là bây giờ là cái nền nhà mình muốn làm cao ráo lại, hay là anh thấy là hiện tại là cái nền nhà vẫn còn sử dụng được anh? Còn sử dụng được, để sử dụng mà em, chứ không có làm phí quá. Mấy cái nhà rồi. Này, cái nền đó thì là vẫn chú Hoa thì muốn được. Để mà nâng nền còn lên. Còn sử dụng được thì cứ để sử dụng mà. Thì muốn nâng cái nền lên, nhưng mà mấy đứa em mới nói thôi chú ơi, chú Phước ơi, bây giờ cái nền này nó còn, tụi con còn sử dụng được. Dạ. Thì mình đừng cho nó hao tốn để những cái phần mà dư ra đó để chia sẻ người khác. Thì anh cũng làm theo ý của anh em, con cháu. Dạ. Bởi vì còn sử dụng được thì cứ để cái phần đó mình chia sẻ cho người khác nữa. Để làm chuyện khác nữa, nó ấy quá không biết. Mưa rồi nó ngập, nhưng mà chỉ cái hiện nay á, là mình chưa làm là mưa nó sẽ lên hết. Dạ. Dọn hết tất cả. Vậy là bây giờ là bác ba với anh hai là thấy những cái nền nhà nào của cô chú nào còn sử dụng được thì mình để lại. Dụng còn cái nào không được thì mới nâng. Nhưng mà mình cũng hỏi ý, thì mình hỏi bây giờ trước tiên thì cái nền này sẽ cán sang mình lắp lại, cán nền lắp nền lại, thì yêu cầu của mấy đứa cháu nó cái nền này còn xài được suốt. Dạ. Thôi để cho tụi con xài cái phần đó thì để mà chú chia sẻ cho người khác. Dạ. Thì nó cũng tốt. Dạ. Có thằng đó để mình đắp qua mình sửa lại mình sửa những cái ngôi nhà mới khác nữa. Đúng rồi. Dạ. Nói chung mấy đứa cháu thì nó cũng tốt, còn ý của chú ba thì muốn làm cho con cháu nó đàng hoàng tử tế. Dạ. Nó cũng tốt là những cái nền nào sử dụng được nước nó không ngập thì nó sẽ chia sẻ lại cho người khác. Nó hiện nay là bây giờ là ổn định rồi. Dạ. Không còn gì sợ là dột như hồi xưa đó, là ngủ một giấc là ngon lành. Dạ. Sáng đi làm sức khỏe nó rất tốt. Dạ. Cái ngày hôm trước em vô thì thấy nhà này nhìn xuyên nhà kia luôn á. Từ tu bổ đó, nãy em qua em thấy cây to nên cái để. Dạ. Bây giờ anh dẫn em tham quan cái ngôi nhà mà chưa sửa chứ mà đã sửa rồi. Nghe cái bên đó. Dạ. Chỉ có cái nhà này thôi. Dạ. Cái nhà này chú ba cũng là quyết định sửa lại. Dạ. Sửa lại. Bữa nay đứa cháu nó cũng bị cỏng á. Cỏng rồi. Thôi được rồi. Dạ. Cái này phá lại thôi. Không sao. Đây. Mình làm cái gì nó sẽ thực tế. Đây, nó đi có cái nó đen. Xe này nó ở hàng xóm đợi. Anh thấy là nó sẽ mục hết rồi nè. Dạ. Vậy là anh ơi, cho em hỏi là xe này của xóm gửi đúng không? Đúng rồi. Mấy chiếc xe này hình như là gửi đó. Dạ. Chứ nó thì đi làm thợ đang rất là hiền, dần thấy. Dạ. Dạ hôm nữa thì sửa tới ngôi nhà nào làm xong rồi, cái nhà này thì bung ra coi như là thiêu hết rồi. Dạ, toàn cây gỗ tạm bỡ không ạ? Tre không ạ? Tạm thôi. Dạ. Ở năm nay cũng lâu rồi. Dạ. Sáng đi làm rồi tới 7-8 giờ tối mới về rồi. Dạ. Nó ngay từ nghiệp đó, mùa dịch này là cũng vẫn đi làm hết. Dạ. Đi làm hết á.
Bây giờ mà anh qua hai căn này anh cho mấy cô chú hôm bữa thì những cô chú chị xem lại cái ngôi nhà mới và ngôi nhà chưa sửa. Bây giờ mình biết đâu. Dạ, qua hai nhà rồi. Ngôi nhà này thì hôm nay đã sửa xong một anh chị đó. Thì một lần nữa để cho mấy chị xem đây hả. Thì hôm qua là đã làm cái chất này hết rồi. Dạ, tôn cũ nhưng mà nó rất dày thì sáng sơn lại luôn, mua cho mấy cháu sơn lại mà cháu chứ ở ngoài nó mới tinh à. Dạ, nhưng mà dày lắm. Ngày hôm trước em thấy ngay chỗ đây nó thờ là toàn là bạc, bữa nay là tính đáo rồi. Dạ. Yeah. Thì mua hộp nước sơn này về để cho cháu nó sơn lại. Dạ. Yeah. Những cái gì mà nó cũng rất là tiện, những cái gì thì được thì có để xài, còn không được thì nó mới thay. Dạ. Yeah. Thì còn chia sẻ cho nhiều người khác. Cái con này mới, nó ở con cũ mà nó chắc mới, nó mới gì nè. Dạ. Yeah. Đó. Dạ mình đi qua cái gì? Mình đi qua ngôi nhà mà chưa sửa bên đây kế bên nè. Ừ. Xin cô chú một lần nữa. Rồi. Hôm nay thì nhà tầng mới là mấy chị. Tầng mới không ạ? Còn cái này là lợp tạm thôi, chứ cái tầng này tầng là. Dạ. Ôi. Ừ. Nhà ở lâu rồi. Ôi. Ôi, đây làm căn đã đầu tiên rồi. Thì hiện nay thì mấy em thấy nè, thì cái nhà này là bạc hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ thay con. Đó. Cái tôn này nó cũng là tôn cũ luôn nhưng mà nó rất là dày, đi lên trển là bình thường đó. Dạ. Đó rất là tốt. Ở phía này mình xây gì nữa anh? Bên đây bây giờ là sửa dách lại là đóng tôn gì đó hả? Dạ. Anh ơi, chào em nha. Còn những cái này thì tháo ra hết. Dạ. Đó, em thấy như nhà vẫn á. Ta dừng lại hết á. Qua cái đó hồi là đắp tôn vô hết. Dạ, anh ơi. Mới á. Bây giờ tôn mới thì cảm thấy vui không anh? Vui chứ, trời ơi, mừng chết. Dạ. Còn mưa cái như ở ngoài sân mà. Thì nói chung là mấy đứa em này nó mừng thấy ồn chứ. Tấm lòng mà gọi là chia sẻ nhau lắm. Dạ. Những gì sử dụng được để những cái gì mà không lấy thì phải làm chia sẻ cho những người khác nữa. Dạ. Đó, em thấy ngày qua mà chưa lọt là một đống củ đó nằm bên nóc nhà đó. Đó là cái trên nóc nhà luôn, cái là ngà. Không có đống củ đó là như vậy. Đó quay cho ba bốn đó luôn. Cùng có bao nhiêu đó? Dạ, trên nóc nhà mình cho lượng đồ cái củ này hết để mà đụng tôi nè. Dạ. Dạ. Gì đó. Bây giờ hôm nay là nói chung là còn gì nữa đang học. Rồi. Em cũng cảm ơn anh hai à. Em xin khép lại video thì em cũng chúc anh hai được sức khỏe và thành công để có thể san sẻ những hoàn cảnh những khó khăn ạ. Rồi.